với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ này, mời quý vị và các đồng chí theo dõi trang tin phản ánh hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phóng sự Hành trình tìm kiếm quy tập một liệt sĩ mùa khô 2022-2023. Phần cuối chương trình, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi một số hình ảnh sẵn sàng cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Sau đây là nội dung chương trình. Ngày 6 tháng 10, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đăng kiểm quân sự tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo và qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Nổi bật là làm tốt công tác quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của trên và tham mưu chỉ đạo về chuyên ngành của cơ quan đơn vị theo đúng chức năng nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng quản lý, đăng kiểm quân sự, duy trì có nền nếp hệ thống sổ sách theo dõi, thống kê và công tác kiểm điểm định kỳ, đột xuất đối với các trang thiết bị đo lường, thử nghiệm. Đánh giá đúng chất lượng vũ khí xe máy phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng cơ động, duy trì tốt chế độ bảo quản, bảo dưỡng, kiểm định, hạn chế xuống cấp hư hỏng. Đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật thường xuyên tập huấn, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua kiểm tra nhằm đánh giá công tác tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và kết quả thực hiện công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đăng kiểm tại các cơ quan đơn vị, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục để đảm bảo thực hiện tốt nền nếp công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đăng kiểm quân sự trong thời gian tới. Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 4 năm 2022. Đồng chí Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh. Trong quý 3 năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Hội nghị đã thảo luận chỉ ra nguyên nhân, kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời thống nhất phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 4 năm 2022. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như nâng cao chất lượng công tác phối hợp, tham mưu, tổ chức thực hiện thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác tuyển quân năm 2023, triển khai thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022-2023, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Trong những ngày vừa qua, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị cùng lực lượng dân quân địa phương giúp nhân dân vùng ngập lụt thu hoạch lúa gãy đổ và khắc phục khơi thông dòng chảy để tiêu úng do mưa lớn kéo dài. Tại vùng rốn lũ Nông Cống, lượng mưa lớn những ngày qua đã khiến hơn 76 ha diện tích lúa bị ngập úng, làm hư hỏng hệ thống kênh tiêu thoát nước của địa phương này. Do đó, ngay sau khi trời hửng nắng, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã tập trung lực lượng xuống thu hoạch và vận chuyển lúa giúp các hộ dân trên địa bàn huyện. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, đến nay cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đang tiếp tục giúp nhân dân các địa phương chịu ảnh hưởng do mưa lũ thu hoạch lúa, hoa màu nhằm giảm bớt thiệt hại cho bà con nhân dân. Kính thưa quý vị và các đồng chí, đi qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, gần 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống trên khắp các chiến trường. Hòa bình lập lại đã lâu, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình Việt Nam bởi nhiều hài cốt liệt sĩ còn nằm lại giữa núi rừng mênh mông trùng điệp. Cứ vào đầu mùa khô hàng năm, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa lại lên đường để thực hiện hành trình thiêng liêng, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất nước bạn Lào. Đây là năm đầu tiên Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Dương Văn Hòe tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào. Nhiệm vụ này đối với anh đều mới mẻ và bỡ ngỡ. Chưa thông thạo tiếng Lào, chưa hiểu biết nhiều về phong tục tập quán bản địa. Chặng đường phía trước không ít những gian nan thử thách. Nhưng với anh, đây là hành trình thiêng liêng và tự hào bởi các anh đang góp phần làm vơi bớt nỗi đau của hàng triệu thân nhân liệt sĩ. Bản thân xác định đây là một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao cho. Về cái khó khăn trước mắt, về cái phong tục tập quán, tiếng và chữ viết cũng chưa được am hiểu, bản thân sẽ tự học,
khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hành trang mang theo của cán bộ nhân viên đội quy tập trong chuyến công tác đặc biệt này là bản đồ, la bàn, ống nhòm, quốc sản, quân tư trang cá nhân, lương thực, thực phẩm, thuốc men đủ dùng trong thời gian 7 tháng thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn. Đồng thời tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, bồi dưỡng tiếng Lào cho 100% cán bộ nhân viên đội quy tập. Cho đến thời điểm này thì mọi công tác của đội cơ bản đã hoàn thành. 100% cán bộ nhân viên trong đội là xác định tốt cái quyết tâm khắc phục mọi cái điều kiện khó khăn của gia đình, bản thân, công tác xa đấy, để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn còn trên 120 mộ hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh. Thời gian qua, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động khảo sát, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ nghiêm túc, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy cán bộ nhân viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, thiêng liêng và cao cả. Do vậy, thường xuyên quán triệt, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh, đặc biệt là cái lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ phải thấm nhuần và nhận thức sâu sắc ý nghĩa trách nhiệm và tự hào trong cái nhiệm vụ đặc biệt này. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa, độc lập, kết quả tự do. Đồng thời, thấu hiểu nỗi đau của gia đình, thân nhân các liệt sĩ đang từng ngày mong ngóng đưa các anh trở về với đất mẹ. Bằng tất cả tình cảm, sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc, cán bộ chiến sĩ đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa vẫn luôn bền bỉ hành trình tìm kiếm, quy tập, đưa hải cốt các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, quê hương. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm, nên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, đồng bộ, quyết liệt, sẵn sàng cho cuộc diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngay từ đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với sở, ban ngành đoàn thể xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập của các cấp, các ngành theo đúng điều lệ công tác tham mưu và các hướng dẫn của trên, hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ của địa phương theo đúng quy định. Đến nay, toàn bộ hệ thống văn kiện tập bài cho khối A và B đã hoàn tất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức kiểm tra thông qua, báo cáo xin ý kiến ban chỉ đạo và các cơ quan quân khu. Trên cơ sở đó, các thành viên khung tập tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh luyện tập phân đoạn, luyện tập tổng hợp và thực hành diễn tập. Tại khu vực xây dựng sở chỉ huy diễn tập, với nhiều vị trí phải đảm nhiệm thi công, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bố trí phân công nhân lực, cắt cử công việc cụ thể và khoa học. Tiểu ban xây dựng công trình và thiết bị sở chỉ huy diễn tập đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Chúng tôi xác định rất rõ về nhiệm vụ xây dựng hệ thống công trình diễn tập quân sự lần này là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của tỉnh. Trong đó là lực lượng vũ trang tỉnh, đặc biệt là Bộ Chỉ huy tỉnh phải bảo đảm kịp thời cái hệ thống công sự cho quá trình diễn tập. Anh em đã vượt nắng thắng mưa, phấn đấu và đoàn kết hoàn thành rất tốt được cái nhiệm vụ đề ra. Tính đến thời điểm này, cơ bản đã hoàn thành các hạng mục theo quy định và đúng ý định của trên. Các bộ phận được phân công đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ diễn tập, nhất là xây dựng sở chỉ huy trong khu vực sơ tán, các địa điểm diễn tập thực binh và khu nhà ở của ban chỉ đạo diễn tập. Cơ quan thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho các tiểu ban văn kiện, tiểu ban nội dung và xây dựng công trình đã triển khai xây dựng sở chỉ huy diễn tập ở cấp tỉnh. Trong quá trình triển khai, phối hợp tốt với sư đoàn 324, lữ đoàn 206 và lữ đoàn công binh thông tin của quân khu để xác định khảo sát khu vực thực binh đánh địch đổ bộ đường biển tại Quảng Nham, huyện Quảng Xương, báo cáo cơ quan quân khu thẩm định. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10. Để cuộc diễn tập đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 4 đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập của tỉnh Thanh Hóa năm 2022.
Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và kiểm tra hệ thống văn kiện, công tác chuẩn bị hầm hào công sự và quy cách bố trí tại Sở Chỉ huy diễn tập. Kiểm tra việc vận hành cơ chế và thực hành nội dung thiết quân luật của thành phố Thanh Hóa. Đồng thời, đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao công tác chủ động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong phối hợp tham mưu và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương đối với nhiệm vụ diễn tập. Tin tưởng rằng cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tích cực vào việc giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh dân trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục quốc phòng toàn dân kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.